Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 583 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail Tập 582 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên đó là bạn Trần Nhân, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Trang Triệu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 4 năm trước. Bạn kể rằng là nhà bạn thì ở trong Sài Gòn, nhưng mà quê bạn thì ở Hải Phòng. Cho nên đó là hầu như là năm nào bạn cũng về để mà thăm họ hàng của mình ở ngoài Hải Phòng hết thì do là nhà người bác của bạn cũng hơi chật cho nên cũng không có tiện cho bạn ngủ nghỉ lại thì bạn đã quyết định thuê một cái khách sạn gần với lại nhà bác của bạn để mà tiện ngủ nghỉ với lại cũng tiện đi lại hơn thì khách sạn này nằm ở trên đường Lạch Tray và khách sạn này khá lớn nha các bạn à, cái lúc mà bạn thuê mấy năm trước á bạn thấy rằng khách sạn này có đông khách lắm người ta đi ra đi vô nhiều lắm và cũng có nhiều nhân viên và do khách sạn cũng có nhận tổ chức lễ cưới cho nên đó là cũng trang trí đèn đuốc đồ rất là đẹp các bạn đông người lắm. Và mọi năm đó là bạn nghỉ tại đây á, thì cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên tới năm 2015 đó, thì năm này bạn lại tiếp tục ra ngoài hải phòng để mà thăm họ hàng. Thì do là đã quen nghỉ lại khách sạn này rồi. Thành ra là khi mà ra ngoài hải phòng đó, là bạn đến khách sạn này đầu tiên để mà hả là nhận phòng trước. Và sau đó thì mới gọi cho cái người em để mà ra đón bạn về nhà bác của bạn để thăm hỏi ha Thì khi mà bạn đến bạn nhận phòng á, là cái đầu tiên bạn thấy lạ là Ủa sao vắng quá Mỗi năm á là coi như đông dữ lắm nha Mà năm nay hình như là chỉ có một mình bạn vô thuê hay sao á. Bạn có cảm giác vậy đó Nó vắng vậy đó các bạn và kể cả nhân viên cũng vậy mỗi năm rất là đông nhưng năm này á, là khi bạn vô bạn vô trong cái sảnh của khách sạn rồi thì chỉ có một nhân viên ngồi ngay chỗ cái bàn lễ tân thôi và nhân viên đó làm hả, là thủ tục nhận phòng cho bạn sau đó là giao chìa khóa rồi kêu bạn á, là tự lên trên lầu 1, rồi tự mở cửa vô phòng luôn bình thường là đáng lẽ có nhân viên là đưa bạn lên thì bạn cũng chả nghĩ gì bạn nghĩ có thể là do vắng khách thôi sau đó là bạn mới sách hành lý lên trên lầu 1 ha. Thì cái lúc mà đứng ở ngoài hành lang á thì bạn có cảm giác như ủa sâu lạ quá ta sao vắng tanh vắng ngắt. Mình như có mình mình à. Không có một tiếng động, không có một tiếng người nữa. Nhưng mà bạn nghĩ có thể là do người ta ở trong phòng, người ta ra hành lang làm gì cho nên mới vắng vậy. Thì bạn nghĩ vậy bạn cũng hả là không nghĩ gì thêm. Tiến lại cái phòng của mình á, rồi mở cửa vô bật đèn lên thì bạn thấy rằng trong phòng những cái đồ đạc cũ kỹ hết rồi và trong phòng có một cái cảm giác như nó lạnh lẽo kỳ cục lắm mặc dầu lúc đó đang mùa hè nha các bạn thì bạn nghĩ có thể là do hả là mình cũng đã cả năm rồi mình mới quay lại đây cho nên bây giờ mình mới có cảm giác vậy thôi cũng không nghĩ nhiều tiếp sau đó là bạn vô bạn lấy quần áo bạn treo vô tủ ha xong rồi bạn leo lên giường bạn nằm bạn đợi người em mình ra rước á thì khi mà đang nằm cái tự nhiên bạn có cảm giác như là kỳ lắm. Và tự nhiên nghe có cái tiếng động ở trong nhà tắm nó phát ra mà cái tiếng động này kêu rột rạc rột rạc vậy đó. Thì bạn nằm bạn nghe nhưng mà bạn nghĩ chắc là đồ gì rơi hoặc là va chạm vô nhau rồi nó phát ra ở ngoài á, rồi xong rồi nó vọng vô trong phòng tắm của mình thì mình mới nghe vậy. Cho nên bạn cũng không đi coi cũng không có để tâm nhiều. Một hồi sau do đợi lâu quá bạn bắt đầu buồn ngủ, bạn bắt đầu thiêu 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 ngủ các bạn. Thì khi mà đang thiêu thiêu ngủ á, là bạn bị giật mình bởi cái tiếng nước rất là lớn. Tiếng nước này lớn đến nỗi mà bạn đang ngủ mà bạn phải giật mình. Thì bạn mới ngồi bật dậy xong mà tiếng nước xà xả đau lớn dữ vậy. Thì bạn thấy rằng cái tiếng nước này từ ở trong nhà tắm của phòng mình vọng ra rõ ràng dữ lắm. Cho nên bạn đã bước xuống giường tiến lại nhà tắm để mà xem thì khi mà mở cửa nhà tắm ra thì bạn thấy rằng cái giòi nước trong đó đang chảy thì bạn mới thắc mắc của nó ủa ai ai giặt nước vậy trời trong khi mới nãy giờ mình đâu vô nhà tắm đâu với lại là mới nãy mình cũng đâu có nghe tiếng nước chảy đâu nhưng mà khi nhìn lại cái giòi nước á thì bạn thấy cái giòi nước này nó hoen nghĩ Với lắm rồi cho nên bạn nghĩ rằng có thể là giờ nước này nó bị cũ Nó bị lỏng, nó tự động, nó dặn ra Cho nên nước mới chảy như vậy Thì bạn mới đưa tay, bạn khóa chặt cái giờ nước lại Thì nước bắt đầu tắt ha Xong rồi á, là bạn lại cái lavabo rửa mặt á Rồi bạn bắt đầu bạn rửa mặt nha Trong cái lúc mà bạn đứng bạn rửa mặt á Là cái cảm giác bạn lúc này lại kỳ nữa Bạn nói rằng có cảm giác như có người đứng phía sau lưng mình mà cái đường xương sống của bạn nó rất là lạnh các bạn thì đang hả là định thắc mắc xem cái gì sao lạ quá vậy ta thì tiếng điện thoại reo bạn chạy ra bạn nghe thì là em của bạn đã tới rồi bạn lật đật hả là chạy ra khóa phòng rồi chạy xuống bắt đầu vô nhà bác của bạn thăm hỏi xong xuôi hết rồi á thì bạn mới quay trở lại khách sạn và bạn đã quên hoàn toàn những cái chuyện lạ từ nãy giờ xảy ra trong khách sạn luôn quên hết các bạn thì khi mà bạn quay lại khách sạn á Là bạn đi chung với lại một người em của mình đang có thai Và một đứa cháu 5 tuổi nó khoái bạn lắm Nó thấy bạn về là nó đi theo bạn biết luôn Cho nên nó cũng đi theo bạn Thì khi mà mở vô trong phòng á Trời ơi bạn hết hồn là tại vì mền gói ha là giống như ai mà dục tùm lum hết rồi hả là đồ đạc của bạn cũng vậy giống như ai lục lọi vậy bạn hết hồn bạn tết chết rồi ăn trộm thì bạn coi á, là đồ bạn không mất gì hết các bạn hoàn toàn không có mất một cái món nào hết nhưng mà có điều á, là trong phòng xáo trộn như là có người vô lục lọi vậy đó thì bạn cũng bực lắm bạn định rằng mình xuống dưới lễ tân để mà mình bắn vốn tại sao là cho ai vô trong phòng mà lục lọi vậy nhưng mà nghĩ lại giờ mệt rồi với lại á, là cũng đói bụng tắm rửa xong rồi đi ăn rồi mình cũng không có mất mát gì hết thôi kệ luôn thì bạn vô bạn tắm rồi bạn cũng có tắm cho đứa cháu của mình nữa xong xôi rồi ba người đi ăn thì cái lúc mà đi ăn nha xong rồi đi chơi một vòng thì tầm khoảng chừng 10 giờ là quay trở về khách sạn để ngủ thì cái lúc mà quay trở về bạn nói rằng nha mỗi năm á khách sạn đông dữ lắm và có tổ chức hay là cái tiệc cưới cho nên người ta trang trí bông hoa rồi bàn ghế đẹp dữ lắm mà đằng này á là khi quay lại hôm nay thì khách sạn không trang trí gì hết hoàn toàn không trang trí nha mà kể cả đèn cũng không chịu mở chỉ mở một cái đèn ngay chỗ bàn lễ tân và một cái đèn ngay chỗ cái cầu thang đi lên trên lầu một thôi còn ngoài ra là không mở đèn chỗ nào hết cho nên nhìn nó tới thui trong khi những năm trước á là coi như mở đèn coi như sáng chân luôn các bạn năm nay kỳ quá bạn nghĩ rằng trời sao kỳ trời sao mà làm ăn mà không có mở đèn cho nó sáng sủa nhìn cho nó sáng sủa nó đẹp còn đằng này mở đèn có cái ngay chỗ là cái bàn lễ tân với lại ngay cái hả là cái cầu thang đi lên trên cầu thang rồi á, là tối thui nguyên dễ hành lang luôn bạn phải tìm cái cái công tắc á thì hả là bạn để ý hồi chưa bạn nhận phòng thì bạn thấy có công tắc bạn tìm bạn bật thử thì cái lúc bật lên thì cũng chỉ có hai ba bóng nó sáng mà nó sáng cái màu nó vàng giọt nhìn nó ảm đạm lắm kìa thì bạn nói trời tiết kiệm quá đáng nhưng mà bạn cũng bỏ bạn đi vô trong phòng thì ba người vô phòng cũng nghĩa là đánh răng rửa mặt xong rồi leo lên ngủ tại vì cả ngày cũng mệt rồi cho nên nó là khi ngủ á, thì đứa cháu nãy thì nói là nó khoái bạn lắm cho nên nó nằm kế bạn bạn mới để cái tay cho nó để mà nó gói đầu để mà nó nằm ha rồi em của bạn thì ngủ bên đây thì bắt đầu là ngủ một giấc cũng tầm khoảng chừng một hai tiếng tự nhiên bạn cảm thấy hả là mệt quá bạn mới hả là giống như cái lúc đó bạn đang sơ ke tỉnh mà dạng còn sơ ke các bạn, bạn thấy rằng cái tay của mình nó nặng quá thì bạn nghĩ là do đứa cháu mình nãy giờ nó nằm nó gói cái cái đầu lên tay cho nên bây giờ nó tê cái tay thành ra là bạn mới định rằng bạn sẽ rút cái tay ra không có cho nó gói đầu lên nó nằm nữa tại vì bây giờ tê mà nó nặng khó chịu quá nhưng mà bạn nói lúc này nha là cái tay của bạn cứ nhắc luôn không rút ra được thì bạn bắt đầu tỉnh tại vì mới nãy còn sơ ke nhưng bây giờ là ủa sao rút ra hoài cũng được ta thì bạn tỉnh rồi bạn tỉnh rồi và bạn nhận thấy rằng cái người của mình lúc này cứng nhắc tay chân cứng nhắc hai cái chân cứng nhắc luôn nó tê rần cứng nhắc lên nha thì bạn thấy lạ quá mà lúc đó chưa có nhìn xuống ở dưới cái chân giường mà bạn chỉ nhìn qua bạn thấy cháu của mình đang ngủ rồi bạn nhìn qua bên kia bạn thấy em của mình á cũng đang ngủ luôn nghe tiếng nhát của nó nữa thì bạn mới kêu do là cái tay của bạn cứng quá rồi mà bây giờ nó nặng quá bạn chịu nổi bạn mới định rằng kêu em bạn dậy để mà đỡ cháu bạn á cho nó nằm qua bên đây để cái tay của bạn đỡ nhưng bạn kêu quản được bạn kêu em ơi em mà bạn kêu lớn thật lớn nha mà cái người em này vẫn ngủ bình thường giống như không hề nghe tiếng bạn kêu vậy đó thì bạn nghĩ rằng nó trời sao mà ngủ sai dữ vậy trời mà bạn kêu cháu của bạn nó cũng vậy luôn thì lúc đó là do trong phòng của bạn Bạn không có mở đèn sáng Chỉ mở cái đèn ở trong toilet Thì nó sáng hả là giống như cái ánh sáng nó dọi ra đó Thì lúc đó bạn cảm thấy Ủa sao Cái người mình mệt quá Mình khó thở quá Mà nó lạ lạ cho nên bạn nhìn xuống dưới cái chân giường của mình á Thì ngay cái chỗ đó Thí dụ như cái giường bạn đây đi ha thì bắt đầu bước xuống là ở đây là cái cửa để mà vô nhà tắm đó các bạn thì đèn nó sáng ra nó rọi ra vậy nó rọi ra ngay cái chân giường luôn thì lúc đó bạn nhìn xuống bạn hết hồn Khi mà bạn thấy một cái người Kinh dị lắm Bạn nói rằng trời cái lúc mà nhìn thấy kinh hoàng luôn Là tại vì cái người này á Là hai con mắt nó đỏ lờm các bạn Nó bự lắm nha Nguyên một cái người đen thui mà nó rất là to Mà hai con mắt của nó đỏ Thiệt là đỏ mà nó bự vậy nè Nó bự như hai cái chén vậy đó rồi cái lưỡi của nó đó thì nó dài thần lòn nó dài nó lòng thòng ra vậy nè các bạn mà khi mà bạn nhìn thấy cái sinh vật đó rồi bạn hốt hoảng mà cái lúc mà nó thấy bạn nhìn thấy bạn nó thấy bạn nhìn thấy nó đó cái nó cười nó cười ha há ha há ha ha lên mà lúc đó bạn muốn hét lên mà không hét được các bạn muốn hét không hét được muốn làm cái gì cũng không làm được và lúc đó bạn có cảm giác như ai mà bóp nghẹn cái trái tim của mình đó. khiến cho bạn không thở được bạn ngợp thở bạn tưởng rằng mình sắp chết tới nơi rồi và bạn biết mình thấy cái gì rồi con mắt bạn thì vẫn hướng về cái 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 bóng thù lù đó nha mà cái bóng này càng lúc càng to to ra Và nó cười, <cười> Mà nó cười thấy ghê dữ lắm Xong rồi bạn cố gắng hả là bình sinh của mình Để mà bật ngồi dậy Lúc nào bạn tỉnh hoàn toàn không phải là mơ Bạn hồi hả là bạn cố gắng Bạn bật bật ngồi dậy một cái rồi á Thì cái người đó biến mất tiêu và tay chân bắt đầu đỡ tê nha bạn bắt đầu trồm lên để mà bạn bật cái công tắc điện cho hả là sáng chân cái căn phòng lên thì không thấy cái người đó đâu nữa Lúc đó bạn sợ và bạn biết rằng mình không phải là mơ mà là thật rõ ràng. Cái lúc mà bạn sơ ke là cái tay bạn tê là lúc đó sơ ke là đã thức rồi nhưng vẫn còn sơ ke. Nhưng tới khi mình thấy cái người đó là hoàn toàn bình tĩnh, trời sợ quá. Ngồi dậy bao nhiêu công tắc điện là bật lên hết. Xong rồi coi đồng hồ thấy mới có 3 giờ 30 phút sáng rồi các bạn. Rồi bạn tiến lại cửa sổ, bạn mở cái cái rèm ra đó, bạn nhìn xuống thì bạn thấy có mấy chiếc taxi đậu ở dưới Cho nên nó là coi như lúc đó sợ quá Bạn không thể nào ở lại thêm nữa Tại vì nhìn thấy cái hình ảnh nó kinh dị như vậy Cho nên bạn mới gom hết toàn bộ đồ đạc của bạn Bạn dồn vô trong cái vali Không có xếp gì hết nha Dồn vô đại luôn Bao nhiêu đồ là dồn vô hết Rồi quay qua kêu cái người em của mình Dậy em dậy 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 đi Rồi kêu cháu của bạn dậy Thì lúc này kêu thì người em bạn lại nghe rồi ngồi vậy hỏi gì chị Chưa sáng mà Xong rồi bạn nói dạy em chuyển hả là chuyển khách sạn Lẹ lẹ đi Thì thấy bạn khẩn trương quá Cho nên em của bạn cũng lật đật đó là đi theo bạn Rồi cháu của bạn nó cũng ngái ngủ rồi Bạn cũng dẫn nó đi luôn Và khi mà xuống lễ tân á Thì hả là cái anh mà trực lễ tân á là một nam thanh niên nha mà khi mà bạn xuống bạn hả là đòi trả phòng rồi đòi lấy giấy tờ lại thì cái bạn này giống như cái mặt tỉnh bơ mặt không có chút gì, ờ sao vậy chị, ờ, có vấn đề gì không? không hỏi một tiếng nào, tỉnh bơ cái mặt tỉnh bơ luôn giống như là đã quá quen thuộc với lại những hình ảnh mà khách mà trả phòng như vậy đó, thì hả là bạn lật đật hả là lấy giấy tờ xong đi ra ngoài, rồi leo lên chiếc taxi, rồi vô taxi rồi á người em của bạn mới hỏi, ủa sao vậy chị, sao vậy tự nhiên như hả là đổi phòng vậy, đổi khách sạn vậy, thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng trời ơi vậy đó cái chuyện như vậy đó chị thấy cái người như vậy đó rồi lúc này cũng nhớ lại rằng á là cái lúc mà mới nhận phòng hồi trưa á là cũng hả là nghe cái tiếng động rột rạt nè rồi cũng hả là tự nhiên nước ở trong nhà tắm nó chảy rồi cái lúc mà rửa mặt cũng có cảm giác như là lành lạnh sống lưng và cảm giác như có người đứng sau lưng và bây giờ mới nhớ lại mới kể lại ra luôn thì cái lúc mà bạn kể xong ha thì cái anh mà tài xế taxi á anh mới quay lại anh nói với bạn vậy nè nói trời ơi khách sạn này á cả năm nay á chắc là có mình em mới vô á thì bạn mới thắc mắc mà nó ủa sao vậy anh tại vì bình thường đó là mỗi năm bạn về bạn đều nghỉ khách sạn này đông đúc dữ lắm thì anh này mới nói rằng á là cũng biết làm sao nữa mà càng lúc là làm ăn càng tại rồi riết rồi không có ai đến hả đặt tài cưới rồi cũng không ai đến nghỉ luôn rồi hả chủ khách sạn á là người ta cũng định rằng á là sửa chữa hoặc là hả sang cho người khác nhưng mà cứ thấy rằng là không có làm được rồi người ta cũng cử đại cho hai nhân viên một với là nữ là ban ngày trực đêm là một nhân viên nam là trực với nãy đó thì người ta hả là cứ vậy đó và cũng không có mở đèn gì luôn thì bạn nói trời sao kỳ vậy trời lạ quá thì người em của bạn mới nói rằng chị như này trong khi biết bao nhiêu ở hải phòng biết nhiều khách sạn chị cũng vô tự nhiên lựa vô khách sạn kỳ cục thì bạn nói trời đâu có tại vì mỗi năm á là năm nào chị về chị cũng ở đây hết có gì đâu tự nhiên sau năm nay kỳ lạ vậy đó hả là hoàn toàn không có ai luôn thì bắt đầu là bạn dọn đi cái khách sạn khác nha và những cái năm về sau hai mươi sáu hai bảy về sau á bạn nói hả là cái lúc mà bạn quay về hải phòng có đi ngang qua chỗ khách sạn này cũng vậy bây giờ hiện tại là hoàn toàn he hoàn toàn luôn các bạn không có ai luôn mà nhìn như cái đống đổ nát vậy đó thì bạn cũng có hỏi những cái người thân á thì người ta nói rằng khách sạn đó cũng hả là đã nhiều lần sửa chữa rồi cứ sửa chữa được vài bữa cái thợ nghỉ rồi xong rồi á là cái vài tháng sau cái lại có một cái tớp sợ khác lại sửa chữa rồi cũng được vài bữa cái nghỉ bị mi, bị nhét coi như là không có làm gì được cho tới tận bây giờ chỉ là một đống hoang tàn thôi các bạn thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do chính bạn nữ trải qua bạn nói trời ơi cái hình ảnh đó nó kinh dị lắm nó hải hùng lắm một cái bóng một cái người đang thui mà rất là bự hai con mắt đỏ lờm và cái lưỡi thì dài ra coi như là hả lủng lẳng lủng lẳng cái lưỡi các bạn thử tưởng tượng mình là bạn nữ này coi nó kinh dị tới mức nào các bạn ha và tiếp theo câu chuyện thứ hai câu chuyện này cũng là của một bạn nữ nhưng mà bạn nữ này quê cần thơ bạn kể rằng là cái lúc mà học hành xong rồi á thì bạn có đi lên trên tiền giang để mà đi làm trong khu công nghiệp long giang á thì khi mà lên đây á là bạn với lại một cái người chị bà con có thuê một cái phòng ở gần ngay chỗ cái cầu tân hương ở tiền giang thì khi mà thuê phòng này cũng bình thường dọn dẹp đồ cũng mấy ngày cũng không có gì hết nhưng cho tới tầm khoảng chừng bốn năm ngày sau khi mà mới dọn vô phòng này á cái tự nhiên bạn bệnh bạn bệnh mà coi như bạn sốt bệnh khiến cho không đi làm được luôn mà uống thuốc cỡ nào cũng không đỡ mấy ngày trôi qua vậy đó thì hôm đó bạn với lại cái người chị đó đó ngồi nói chuyện với nhau thì trong lúc mà bạn vui miệng á là bạn vui thôi bạn mới nghe, bạn mới nói vậy nè trời ơi giá cho em hết bệnh đêm cúng nồi chè bạn nói vậy đó giá cho em hết bệnh để mai em đi làm đêm cúng nồi chè thì chiều hôm đó bạn nói thì sáng sao bạn hết bệnh và không còn mệt mỏi gì luôn thì bạn đi làm được nhưng mà bạn lại quên mất cái lời mình nói vui đó các bạn bạn quên cho tới cả tuần lễ sau do đi làm về nghỉ một chút cái sáng lại đi làm về nghỉ xong sáng đi làm mãi miết như vậy bạn quên hoàn toàn bạn quên cái lời nói đó hoàn toàn cho tới một tuần sau thì đêm đó bạn ngủ bạn ngủ mà bạn nói hả cái lúc đang ngủ nghe cái tiếng hả là đập cửa rầm 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 mà cái tiếng này giống như là một là có người đứng ở ngoài đập Hai là giống như Có cảm giác như là có mưa Có gió có bão gì đó Mà nó sắp kéo tới vậy đó Mà nó khiến cho cửa của mình giật rầm 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 các bạn Thì bạn mới mở rất Mở con mắt ra nhưng mà khi mở mắt ra Thì không nghe tiếng gì hết Nhìn lại cửa thì đều đóng Cửa sổ cũng đóng, cửa chính cũng đóng Đâu có hả là gió gì đâu Mà sao mà hả lại rầm rầm Nhưng mà khi mà bạn nhắm mắt lại thì lại nghe Mà cứ mở mắt ra thì lại không nghe cho nên bạn thấy lạ của nó trời cái gì thấy ghê vậy cái tự nhiên bạn sực nhớ là cái vụ nồi chè bạn nói trời hơn tuần trước mình nói rằng là mình mà đỡ bệnh mình khỏi bệnh đi làm được thì mình sẽ cúng nồi chè chết cha rồi chết cha bạn nghĩ rằng có thể là do cái vụ đó không ta cho nên bạn nói rằng trời trời thôi thôi vậy mai đi làm về là mua chè để rồi nấu chè để cúng thì bắt đầu qua ngày hôm sau đi làm về thì bạn kiếm hoài không có tìm được cái chè nào hết á cho nên bạn quyết định bạn mua trái cây để mà về cúng Thì cái lúc mà cúng kiến xong á, thì cũng bình thường Bạn ở cũng thấy gì hết tầm khoảng chừng thời gian sao ha Cái hôm đó bạn ngủ Mà do là bạn á, thì làm công ty là xoay ca Dạng như hai tuần á, là làm ca ngày hai tuần là làm ca đêm Thì hôm đó là chị đó của bạn á, là làm trái ca với bạn Cho nên bạn ngủ nhà có mình à thì cái lúc đang ngủ cái tự nhiên bạn có cảm giác như có người đứng trong phòng của mình vậy đó. Thì do là đang ngủ, bạn mơ mơ màng màng vẫn mở mắt ra. Thì bạn thấy có một người đàn bà mà cái người đàn bà này đứng ngay chỗ cái bếp của cái phòng bạn luôn và bà này mặc một cái bộ đồ màu đen mà chấm bi màu trắng nữa, bông bi á các bạn. Mà cái bà này á ha, cái đầu á thì tóc dài. Tóc dài mặt mài á thì xanh nha mà cái bụng á thì bự như là mang thai vậy đó thì khi mà bạn nhìn thấy bạn này bạn giật mình tại vì bạn nó ủa ai vô phòng mình vậy nhưng khi bạn giật mình bạn dòm lại thì không có ai hết không có ai hết hoàn toàn không có ai đứng đó hết thì bạn nó ủa sao kỳ vậy ta rõ ràng mới nãy mình nhìn thấy mà ta nhưng mà do là đang buồn ngủ quá thì bạn mới suy nghĩ chắc là do mình nằm mơ thôi bạn quay qua bạn ôm gói bạn ngủ tiếp thì khi mà nhìn thấy vậy cái bạn cũng Nghĩ rằng mình do mình nằm mơ Cho nên cũng không nghĩ gì Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau nha Thì hôm đó đó Là bạn ở nhà Bạn ở nhà mà ban ngày Tại vì bạn làm ban đêm Cái lúc về bạn ăn hả là sáng xong Cái bạn vô phòng bạn ngủ một giấc cho tới chiều Để mà đi làm á Thì cái lúc đang ngủ tự nhiên bạn thở không được các bạn Bạn không thở được Mà cái lúc mà không thở được là cái đầu của bạn đã tỉnh rồi Chứ không phải là ngủ Không phải là sơ ke nữa nhưng mà bạn không thể nào mở mắt ra được mà bạn không thở được nha bạn có cảm giác như là ai mà đè lên người mình và bạn cảm nhận được rõ ràng có cái bàn tay năm ngón đang bớt cái miệng bạn như nè... giống như là bịt cái mũi bớt cái miệng không cho bạn la vậy đó trời ơi bạn sợ quá bạn không làm gì được bạn giãy giụa cỡ nào cũng không được muốn hét cũng không được hét được là tại vì cái miệng này bịt cái tay này mịt cái miệng của bạn lỡ rồi cho nên bạn không thể nào hét được thì thành ra là bạn niệm nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn bạn niệm trong đầu á thì cái lúc mà bạn niệm một hồi sau tầm khoảng chừng 5 phút sau thì bạn bình thường trở lại Rồi lúc mà bạn tỉnh bạn sợ quá trời luôn bạn sợ bạn mới cầm cái điện thoại lên gọi đại cho một người á để mà biết rằng mình còn sống các bạn xong rồi nha sau cái chuyện đó đó là bạn bắt đầu sợ bạn sợ và bạn đã đi hỏi những cái người xung quanh là cũng có quen á thì có cái cô đó là cô chính Cũng gần ngay chỗ cái dãy nhà trọ đó Thì bạn hỏi cô ơi cô Con nằm trong cái phòng đó Con ở trong phòng đó là con thấy vậy đó Những cái hiện tượng vậy vậy đó Bộ cái phòng đó có vấn đề gì không cô Thì cô chính này lắc đầu Cô chính nói không có đâu con không có đâu Chắc là do con mệt mỏi Rồi con ngủ mơ Con ngủ mớ con thấy bậy bạ vậy thôi Nhưng mà bạn vẫn cảm nhận Rằng hình như cô chính giấu mình điều gì đó Cho nên bạn cũng hỏi nữa và cái câu hỏi rằng là có phải trong phòng mình có một người đàn bà có thai đã chết hay không tại vì bạn nhìn thấy rõ ràng cái bà mặc đồ đen hả là bộ đồ chấm bông bi màu trắng thì bạn thấy vậy đó thì bạn nghĩ vậy là cái bà đó chắc chắn là trong phòng này có vấn đề thành ra là bạn cũng sợ bạn quyết định nghỉ làm và về cần thơ luôn các bạn thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba Câu chuyện này là của một bạn nam đã gửi về. Bạn kể lại hai chuyện. Một chuyện á là do mẹ của bạn trải qua khi mà lúc đó bạn chỉ mới có cỡ 7-8 tuổi thôi. Còn một chuyện đó là mẹ bạn trải qua cái lúc mà mẹ của bạn đang mang thai người em của bạn. Bạn kể rằng quê của bạn ở Nha Trang. Mà ở cái vùng của bạn ở là có một cái phong tục rằng là Tết nhà có nghĩa là tới cái ngày giao thừa hay là cái ngày mùng 1 á là sẽ dán một cái hình mà hình có cọp á các bạn ngay chỗ cái cửa gọi là tết nhà và nhà nào cũng phải dán như vậy người ta quan niệm rằng á, là dán hình ông cọp như vậy sẽ không cho tà ma vô nhà thì hầu như năm nào cũng vậy hết và năm nào ba của bạn cũng dán hết và ngay cái chỗ mà khu vực bạn ở thì chính quyền á là người ta cho chơi à, à, bầu cua cá cọp rồi à, bầu cua tôm cá nè rồi à, chơi tài xỉu nè rồi chơi lô tô này nó kia kính bài á nhưng mà chỉ được ba ngày tết thôi từ ngày mùng 1 cho tới tối mùng 3 thôi còn những ngày sau mà chơi là bị mời lên phường liền thì à, vào cái ngày mùng 1 sáng ba bạn ba của bạn dậy sớm lắm để mà đi chơi tài xỉu còn riêng bạn là do là thức dậy sớm mặc đồ đẹp để mà chuẩn bị gặp người quen để được lì xì cho nên nó là bạn cũng dậy sớm chung với ba rồi đi mà mẹ bạn thì hôm đó là vẫn còn ngáy ngủ tại mới có 6 giờ mấy sáng Cho nên nó là mẹ cũng nằm mà mẹ ngủ trong phòng á ha. Thì cái lúc mà ba bạn nói rằng anh đi nha em á thì mẹ mới hỏi anh Tết nhà chưa? Có nghĩa là ba bạn đã dán cái hình ông hổ ở ngoài cửa chưa? Thì ba bạn nói rằng á là rồi, anh Tết nhà rồi. Thì lúc đó là mẹ an tâm rồi ba đi, bạn đi, mẹ ngủ tiếp Thì trong cái lúc mà mẹ ngủ Thì mẹ cứ để tay về nè các bạn thì khi mà để tay vậy á, một hồi sau cái tự nhiên mẹ có cảm giác như cái tay của mẹ rất là nóng. Và mẹ có cảm giác như có một cái bàn tay chụp nắm cái bàn tay của mẹ nhưng mà cái bàn tay đó nóng dữ lắm. Cho nên đó là mẹ có ngước lên để mà mẹ nhìn để xem rằng cái gì vậy. Thì khi mà ngước lên á thì mẹ thấy đó là một cái ông. Ông này á tóc râu rất là dài, dài lắm mà cái mặt của ổng đang thui thù lùi thôi các bạn mà ổng đang thui thùi lùi thôi mà cái tay của ổng đang nắm cái tay của mẹ mà cái tay của ổng nóng vô cùng thì ổng mới hỏi mẹ rằng á là tết nhà chưa ổng hỏi mẹ vậy đó thì mẹ mới hả là khẳng định tại vì nhớ lại cái lời của ba nói mới nãy là tết nhà rồi cho nên đó là mẹ mới khẳng định mẹ dõng dạc mẹ nói rằng đó là tết nhà rồi thì ông này giống như ổng tức giận ổng tức lên mà cái mặt ổng hung dữ lên nha ổng nói rằng Tết nhà rồi tại sao tao chưa thấy Ông nói vậy đó Thì lúc đó nha giống như là Mẹ thấy rằng ổng giận dữ lên Mẹ mới nói rằng Tết nhà rồi Tết nhà rồi Thì ổng giống như cái tay của ổng truyền Một cái gì vô trong tay mẹ mà mẹ nói Nóng không chịu nổi Nó nóng cực kỳ luôn thì mẹ sợ Mẹ sợ lắm cho nên mẹ mới hả Nghĩ một cái cái mẹ mới nói rằng là Ông ơi ông Tại vì là bình thường là chồng con Tết nhà cho nên nó hả là mỗi năm như vậy mà không biết hôm nay năm nay chồng con tết nhà chưa để con ra con coi lại nếu mà con hết chưa tết nhà thì con sẽ tết nhà ông ơi thì khi mà mẹ nói vậy xong nha ổng vẫn đứng đó ổng nắm cái tay mẹ mật cái tay lạnh cái tay nóng dữ lắm nha các bạn thì lúc đó mẹ mới niệm nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát thì một hồi sau là mẹ mới ngồi dậy được mẹ ngồi dậy được mẹ mới chạy ra ngoài cửa thì ba của bạn chưa có tết nhà hết chưa có dáng hình ông hổ đó gì hết các bạn cho nên đó mẹ đã vô mẹ thách nhang và mẹ xin lỗi rồi mẹ đã dán hình mẹ tự mẹ làm luôn các bạn thì đó là cái câu chuyện đầu tiên không biết rằng những bạn nào ở nha trang á là có biết cái tục lệ này hay không thì theo bạn nói rằng á là những cái người dân xung quanh khu vực đó nói cái ông mà cái da đỏ lền đó đó là giống như cái ông mà thật ông thần mà giữ nhà giữ cửa vậy đó thấy gia đình bạn chưa có tết nhà cho nên nó lỏng hiện về ổng kêu mẹ và trách phạt mẹ như vậy thì đó là cái câu chuyện đầu tiên cái câu chuyện thứ hai bạn gửi câu chuyện này á là xảy ra khi mà mẹ bạn đang mang thai cái bụng mẹ cũng lớn dữ rồi mà ba của bạn lúc đó giống như ham chơi các bạn đi chơi với bạn bè rồi gái gú nhậu nhẹ cho nên nó hả là cái thời gian đó là ba bạn không về không về nhà luôn mà gia đình của bạn á, thì nuôi dạng như nuôi cá mú rồi nuôi hả là đìa tôm á các bạn nuôi tôm á thì ba bạn không về thành ra là mẹ bạn phải ra để mà hả ngủ ở ngoài cái cái vuông tôm để mà giữ để mất câu ăn trộm làm sao thì do là ban ngày mẹ nghĩ rằng ban ngày người ta không ăn trộm đâu cho nên ban ngày thì mẹ lo ở việc nhà bụng mang dạ chữa như vậy rồi ban đêm á là sẽ chở hai cái căn nước tại vì á là thời đó thì chưa có nước sạch vô tới trong đó thành ra là phải chở vô để mà xài để nấu nướng hả là để vệ sinh này nọ kia ha thì hả là mẹ chở bằng cái chiếc ly nha chở hai cái căn nước cũng khá lớn mà cái bụng thì bự mà cái đường đi vô hả là cái đìa tên nhà bạn á là nó vắng dữ lắm các bạn toàn cây cối không mà cũng không có nhà cửa nữa mà cũng có nhiều mộ phần nữa nha thì cái lúc đang chạy vậy đó mẹ mới chạy qua cây cầu mà cái lúc mà chạy lên cái cầu đó Xong chạy xuống chạy không được Mẹ có cảm giác như là xe của mình bị níu lại vậy đó Níu lại mà lúc này mẹ nghe tiếng cười Hí 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 Của ba, của bốn năm đứa con nít Mẹ nghĩ rằng chết rồi Vong linh níu cái xe mình lại rồi Cho nên đó là mẹ có hả là đọc kinh Mẹ đọc Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn Mẹ đọc hoài vậy thì ngồi cái xe nó chạy bình thường được thì khi mà chạy vô trong cái dung tôm gia đình bạn rồi đó thì mẹ vô trong cái chòi của nhà đó xong rồi mẹ lấy nhang ra mẹ thắp mẹ hả là thắp nhang từ trong ra ngoài xong cái mẹ cũng vô mẹ ngủ thì cái lúc mà đang nằm ngủ vậy đó tự nhiên do là nằm kế bên một cái cửa sổ ha mẹ thấy có một cái cánh tay đang liêm diêm vậy đó cái tự nhiên mẹ nghe tiếng sột sạt rột rẹt vậy đó mẹ mới dòm ra thì khi dòm ra ngoài cái cửa sổ mẹ thấy có nguyên một cái cánh tay thiệt là dài thò tự ngoài cửa sổ thò vô mà cái cánh tay lông lá đang thui thấy ghê lắm các bạn thò vô để khiều để mà chọt lét mẹ trời ơi lúc đó mẹ sợ mẹ sợ mẹ mới khấn vái mẹ mới hả là niệm hả thì sao lúc này chưa khấn vái đâu mẹ mới là niệm nam mô quan thế âm bồ tát tiếp thì cái tay này rụt ra Xong cái mẹ lại ngủ tiếp nha Thì khi mà ngủ mẹ có cảm giác giống như là mẹ bị nâng lên các bạn Giống như nâng lên xong thả mẹ xuống Nâng lên xong thả mẹ xuống Mà cái người của mẹ đang cái bụng đang bự hả Rồi bị nâng lên như vậy Và mẹ nghe tiếng con nít cười hí 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 Mẹ mới hí con mắt ra Mẹ mới nhìn mẹ thấy cỡ 10 đứa con nít vậy đó Mà mấy đứa con nít này đầu ba giá không à các bạn Trời ơi lúc đó mẹ sợ lắm mẹ sợ lắm mẹ mới niệm hả là nam mô quan thế âm bồ tát xong cái ngồi mẹ mới ngồi dậy được thì khi mà ngồi dậy được á là mẹ mẹ mới khấn vái rồi nè mẹ nói hả là xin là các ông các bà khuất mặt khuất mài ở đây á là con là đàn bà bụng mang dạ chữa mà chồng của con ham chơi gái gú rồi về hả là nhậu nhẹt rượu chè về kiếm chuyện với vợ với con thì thành ra hả là con phải một mình Tại vì bình thường là ba của bạn làm cái công việc này Ba bạn ngủ lại đây chứ mẹ Có khi mẹ đi chung với ba mẹ ngủ lại Nhưng mà có nhiều việc là ba phải làm nặng nhọc lắm Mà bây giờ con phải là bụng mang dạ chữa Mà chồng con như vậy thì con phải làm Thành ra hả là đừng thương con Đừng có nhét con phù hộ cho con làm ăn đặng được vậy đó Thì mẹ hả là khấn vái mẹ nói quá trời luôn Thì khi mà khấn vái xong mẹ mới nằm xuống Đang nằm một hồi sao cứ tự nhiên mẹ thấy hai ông bà già già lắm rồi bước tới và nói vô trong cái lỗ tai của mẹ rằng á là nói rằng tôm á mà mất hết rồi không còn nhiêu đâu người ta lấy hết rồi không còn nhiêu đâu nói vậy xong trời ơi bắt đầu đứng dậy đi mẹ bật ngồi ngồi dậy thì không thấy ai hết thức cho tới sáng sợ quá các bạn thì mấy ngày sau ba của bạn về ba của bạn về do là cũng sỉn sai thành ra là hai người cũng gây lộn ba mẹ mới nói rằng trời ơi tôi bụng mang dạ chữa vậy ông không lo lắng ông còn đi chơi gái gú rồi rượu chè vậy ông không lo về công việc trong gia đình trong khi nhà cửa rồi nguồn thu là chỉ có từ cái chỗ hả là nuôi tôm với lại nuôi cá mú đó thôi mà bây giờ ông cũng không muốn lo nữa là sao thì ba bạn cũng cự cãi qua lại nhưng mà cũng lo ha thì tối hả hôm đó là ba với mẹ chở nhau vô nhưng mà do hai người cũng còn giận nhau thì ở trong cái vuông tên nhà bạn là có hai cái chòi một cái chòi ở trong là mẹ ngủ còn một cái chòi ở ngoài là để giữ coi mấy bên rồi đó coi nước rồi đó các bạn thì do là hai người giận nhau mà lúc đó ba cũng hơi sỉnh sỉnh nữa thì ba ngủ ngoài kia mẹ ngủ trong đây thì trước khi mà ba đi ra ngoài á giận thì giận nhưng mà mẹ cũng nói rằng là ông trước khi ngủ nhớ thắp nhang ông đốt nha ông đốt nhang nha thì ba mới nói vậy nè nguyên văn của ba thì thi không tiện hả là nói nhưng mà ba nói rằng đốt nhang cái con đó cái câu sao thì các bạn tự hiểu nha ba nói vậy đó ba nói vậy xong cái ba mới đi ra ngoài cái 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 cái, chòi tròi ngoài kia thì tầm khoảng chừng mới có một hai tiếng sau ba chạy vô ba chạy vô ba kêu mẹ trời ơi ba 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 giấy giấy thì mẹ mới ngồi vậy mới hỏi làm gì á thì ba mới kêu rằng bà kiếm nhang bà đốt nhang cho tôi tôi khấn vái coi thì lúc đó mẹ cũng lật đật mẹ lấy Mẹ lấy xong cái ba cũng đốt nhang khấn vái Làm bầm trong miệng gì đó Thì mẹ không biết Ngồi sau cái ba mới quay vô Ba nói rằng trời ơi Ba đang ngủ vậy đó Cái tự nhiên đó là ba thấy có hai bà già Mà cái gương mặt rất là giận nha Cái mặt giận dữ lắm Nói rằng hả vô mà bóp cổ bà nha Mà nói vậy nè Mày nói cái gì Mày nói cái gì? Đốt ngang cái gì? Mày mất dạy gì vừa thôi, tao bóp cổ cho mày chết luôn. Tao bóp cổ cho mày chết luôn nè. Trời ơi, ba dùng dãy quá trời. Dùng dãy một hồi sao thì ba mới tỉnh dậy được. Ba mới sợ hãi quá, mới chạy qua. Lúc đó là xỉnh hả? là đang xỉnh mới nãy nhưng mà bây giờ tỉnh hẳn luôn rồi đó. Chạy qua lấy nhang đốt khấn vái các bạn. Thì khấn vái xong cũng xin lỗi đàng hoàng ha, rồi cũng không thấy gì. Cho tới khi mà thu hoạch tên rồi á, kêu người lại để mà kéo tôm lên đó các bạn thì thấy rằng nó là mất mất nhiều lắm trong khi là ba mẹ bạn thả rất là nhiều tôm nhưng mà thu hoạch chỉ được có 10 tạ thôi Mất rất là nhiều Lỗ hết 70 triệu Mà cái thời đó hả mà 70 triệu là rất là lớn đó các bạn Thì y như là cái lời của ông bà già đã nói thì thành vô trong lỗ tai của mẹ bạn Nói rằng á, là tôm á, là bị người ta lấy hết rồi Không còn nhiều đâu tôm bị người ta lấy hết rồi Thì do là các bạn biết sao không? Do là ba của bạn đi gái gú ăn nhậu vậy đó cho nên ban ngày cũng không có vô địa tôm để trông coi Mà mẹ bạn thì ỷ y Nghĩ rằng ban ngày sẽ không có ăn trộm đâu Thì tụi ăn trộm nó đã để ý rằng là nhà của bạn không có ai vô ban ngày hết Cho nên tụi nó đã vô ban ngày để ăn trộm tôm các bạn thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay tập 583 Thi đã kể xong rồi nha các bạn à, Xin lỗi các bạn rất là nhiều là thứ sáu thì không có kể chuyện rồi thi hẹn với các bạn rằng đó là để mai mốt là thứ bảy chủ nhật thì kể chuyện cho các bạn nghe đó nhưng mà do là thi bị cái cái mặt của thi nó bị dị ứng thì khó chịu lắm với lại là nhà thi cũng có người già ở dưới quê lên chơi cho nên đó là thi cũng hả là đưa hả là người nhà thi đi chơi thành ra là cũng không có thời gian để mà kể chuyện thôi thì là thi sẽ bù cho các bạn tuần này ha cứ rảnh là lên ngồi kể chuyện à, để mà bù cho cái ngày nghỉ của tuần vừa rồi các bạn ha xin lỗi các bạn rất là nhiều thông cảm cho thi nha và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người à, Hẹn gặp lại các bạn Ở tập 584 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi Đã gửi về cho Thi Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon Còn những bạn nào hiện tại đang sống Tại nước ngoài Thì có một ngày vui vẻ các bạn nha Và nhớ đêm nay trước khi ngủ Nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm Xong rồi ngủ ngon nha Xin chào